Mến chào khán giả xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây muốn em muốn gửi đến giao lưu tới cô chú anh chị. Hiện tại em ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu với em là 0938 323 449 ạ. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin tiến thẳng vào cây số 1 ha. Mã ký hiệu là mã số T nha cô chú anh chị. Là một cây tùng La Hán. Giá cao là 20. Tổng tàng em đo được là 72. Hình thức bên em là được cho kiểm tra hàng thoải mái ha, bao sống bao ship toàn quốc ạ. Đây. Phơm tàng thì cô chú mình yên tâm ha, cô chú anh chị, cây nhỏ nhưng mà nó rất là già ha. Về kẽm nào siết á thì cô chú anh chị mình cứ tháo kẽm ra giúp em. Tại vị trí này thì em đo được là 7 cô chú anh chị. Một cây tùng La Hán ký hiệu là T1. Cây này em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,5 triệu ha. Chậu sao thì em ship như vậy. T2 cũng là một cây tùng La Hán luôn. Nhỏ nhưng mà nó rất là già cây ha cô chú anh chị. Cao là 12. Tổng tàng em đo được là 64. Cây có dáng đổ ha. Cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ em ha cô chú anh chị. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở dưới ha. Đây, nhỏ nhưng mà nó rất là già cây. Tại vị trí này em đo được là 8 nha cô chú anh chị. Cây T2. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,4 triệu. Chậu sao em cũng ship vậy luôn ha cô chú anh chị. Mua một cặp thì em bớt sát giá ha. T3 cũng là một cây tùng La Hán luôn. Trồng trong cái chậu ha, rất là đẹp ha cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng rất là già cây cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cao là 26. Những cây mà em quay cho cô chú anh chị là cũng đã thần chậu rồi ha. Nên cây không có mắc sức nha cô chú anh chị. Chuyển đi cây không có mắc sức. Cô chú anh chị mình yên tâm. Em quay chậm chậm gì cho cô chú anh chị mình xem. Tại vị trí này là được 8, em trừ cộng kẽm ra còn 7 cô chú anh chị. T3, cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 1,4 triệu luôn cô chú anh chị. Hiện tại em ở Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị tới vườn thì em bán sát giá cho cô chú anh chị ha. T4 là một em me chua, thân thì co lắc. Được trồng trong cái chậu xi măng ha. Cái này thì khi đi em xin phép cút chậu bó bầu cho cô chú anh chị mình. Cây đã thần chậu rồi, cây đi thì không có mất sức nhiều cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Cao em đo được là 37 nè cô chú anh chị. Tổng tàng em đo được là 50. Một em me chua. Về mình mua cái chậu đẹp mình thay vô ha. Các mặt cắt thì cô chú anh chị mình yên tâm đi, nó liền nó sạch hết trơn rồi ha. Thân nó thì co lắc nè cô chú anh chị. Em đo tại cái cục u này đi. 28 mà cô chú anh chị. Sát xuống đây thì 14. Đường kính bầu em đo được là 36 nè. Một em me chua. 4T. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,5 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc ha. Cô chú xem kênh nhớ ủng hộ em cô chú anh chị ơi. 5T. Cũng là một em me chua luôn. Thân co lắc rất là quái cây. Cũng nhỏ nhưng mà nó rất là già cây rồi ha cô chú anh chị. Cao em đo được là 46 nè. Tổng tàng em đo được là 59 cô chú anh chị. Dòng me chua này về mình mua cái chậu đẹp thay giúp em ha. Khi đi thì em xin phép rút chậu bó bầu cho cô chú anh chị. Về mua cái chậu đẹp thay vô là cây rất là có giá trị. Thân thì co lắc ha, em đo tại vị trí này đi cô chú anh chị. Nè, hơn 13, em tính 13 thôi.
đường kính bầu là 37 5T, một em me chua. Cây này thì em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,4 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc ha. Phơm tàn thì cô chú anh chị mình khỏi chê ha. Về mình chăm sóc xịt thuốc là cây sẽ cho trái ha. Như cái cây này là cây đã cho trái rồi ha cô chú anh chị, 1-2 trái rồi ha. Một em me chua nữa nè cô chú anh chị, T6 nè. Cây này là đã cho được 2-3 trái rồi đó cô chú anh chị. Cao em đo được là 44. Tổng tàng em đo được là 67. Về mình bón phân chăm sóc xịt thuốc là cây sẽ cho trái nhiều hơn ha cô chú anh chị. Cây thì cũng đã thần chậu rồi, trồng trong cái chậu rất là đẹp ha cô chú anh chị. Thân thì co lắc nè cô chú anh chị. Giờ cái da của nó là biết cái độ già của nó thế nào rồi ha. Rồi em xin phép đo hai vị trí đi. Một là chỗ này là 18 nè cô chú anh chị. Hai là em đo nguyên một cái củ nạc này nè. Hơn 43 ha cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Một em me chua. Cây T6 này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2,6 triệu. Bên em đóng kiện gỗ ha, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, không gãy cành hoặc là bể chậu gãy nhánh của mình ha, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha cô chú anh chị. T8, một em trung nu ha cô chú anh chị, mai chứng thủy trung nu. Cây mini để bàn, để ban công, bàn làm việc cũng rất là đẹp, bông chùm màu trắng rất là thơm. Cam đo được là 24 đi cô chú anh chị. Tổng tàng là 42. Một em trung nu rất là đẹp, bông chùm rất là thơm. Cây thì đã thần chậu ha. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Tại vị trí này 22 cô chú anh chị. T7, cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,8 triệu cô chú anh chị ơi. Bổ sung hình ảnh thì kết bạn Zalo với em ha. Em chụp hình em gửi qua 0938323449 của chú anh chị. T8 cũng là mai chứng thủy luôn nha cô chú anh chị. Lùng lực tàn đa nè cô chú anh chị, rất là đẹp ha, dễ thương. Cao em đo được là 20. Tổng tàng em đo được là 30. Rất là đẹp, bông chùm màu trắng phơm tàn thì cô chú anh chị mình yên tâm đây nè. Điều hết trơn ha cô chú anh chị. Nhỏ nhưng mà nó rất là già cây. Chi cành đồ thì cô chú anh chị mình khỏi chê vào đâu được ha. Tại vị trí này 15 cô chú anh chị. T8, cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,3 triệu. Khi đi thì em ship chậu luôn cho cô chú anh chị ha, mini rất là dễ thương. T9. T9 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Bông màu trắng rất là thơm á cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi, phơm tạng chi cành đó thì cô chú anh chị mình yên tâm đi khỏi chê nha. Mặt cắt á thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm, nó liền nó sành hết rồi. Cao em đo được 45. Tổng tàng em đo được là 70. Tán ngang em đo được là 45. Cây thì rất là thần, cây là thần chậu rồi ha cô chú anh chị mình yên tâm. Mặt cắt cái thì nó đã kéo hết rồi ha. Em dán giấy bạc gì là để ngoài nắng cho nó đựng táp nắng cái thẻo ha cô chú anh chị. Bộ đế thì cô chú anh chị mình thấy là đế nơm nè cô chú anh chị. Dòm cái thân của nó là biết cái cây này nó già thế nào rồi ha. Em đo tại vị trí này đi. 36 nè cô chú anh chị, tổng hoành đế. Tổng hoành đế em đo cho cô chú anh chị tham khảo là 87. Phủ mặt chậu là 48. Rồi một em nhiệt quế lá sắn bông chùm. T9, cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 4 triệu đã bao gồm phí ship rồi ha. Cô chú anh chị xem kênh ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là một em dúi ha cô chú anh chị. Một em dúi nghệ thuật cô chú anh chị ơi, hình thú. Hả?
Một em dúi là rất là đẹp nè cô chú anh chị ơi, rất là nghệ thuật ha. Giờ nè cô chú anh chị, rất là lạ. Rồi cao em đo được là 58 cô chú anh chị, tổng tàng em đo được là 56. Rất là đẹp, rất là già. Cây cây này khỏi chơi vào đâu được, càng nuôi là càng lên tiền ha cô chú anh chị. Giờ phơm cành của nó, cây này em cũng đã tháo kẽm ra hết rồi ha cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi, nghệ thuật là đây nè cô chú anh chị. Cây này thì em xin phép đo tại vị trí này ha cô chú anh chị, 18. Đo tổng dưới đây hết luôn, hết hai thân luôn, 46 cô chú anh chị. Phủ mặt chậu là 40. Một em dúi. Cây này thì em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 10.200.000. Chậu sau thì em ship dị lưu cho cô chú anh chị mình ha. Một em xanh quê cô chú anh chị ơi, T11. Cây này thì em cũng đã đặt lá cho cô chú anh chị để mình thấy rõ vàng xương cốt ha. Nguyên cái bộ đế luôn nè cô chú anh chị. Giờ nó nè, rất là quái cây ha cô chú anh chị. Dòng xanh quê này rất là dễ chăm. Cô chú anh chị mình yên tâm đi nha, hai ba hôm nữa là nó sẽ phúng và đọt non cho mình ha cô chú anh chị. Cao cam đo được là 67. Tổng tàng em đo được như vậy là 92 nè cô chú anh chị. Đây một em xanh quê, rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Bổ sung hình ảnh thì kết bạn Zalo với em, chụp hình em gửi qua 0938323449 nha cô chú anh chị. Nguyên một bệ đế luôn nè cô chú anh chị. Rồi tại vị trí này nha cô chú anh chị ơi, hơn 27, em tính 27 mình nè. Rồi em đo tổng dưới đây ha, tổng hết luôn là 117 cô chú anh chị. Phủ mặt chậu 58. Một em xanh quê T11. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 8.200.000 cô chú anh chị. Chậu sau thì em ship vậy cho cô chú anh chị mình ha. Bao sóng bao ship toàn quắc, được kiểm tra hàng thoải mái. Một em sâm hương T12. Cây này thì em đang nuôi nên chưa có vô chậu ha. Về cô chú anh chị mình mua cái chậu đẹp thay vô giúp em. Đặc biệt cái lá nó rất là thơm ha. Dòng sâm hương này cũng rất là dễ chăm. Cây có dáng bay nè cô chú anh chị. Cam đo được là 38. Tổng tàng em đo được là 75. Phơm tàng thì cô chú anh chị mình khỏi chê ha. Kính mít hết trơn ha cô chú anh chị. Đây một em sâm hương rất là đẹp. Em đo tại cái vị trí này, ô mô Phật. Tại vị trí này ha cô chú anh chị là được 28. Hoành đế 58. Dạ đường kính bầu 34. Một em sâm hương T12. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1.600.000. Cái này là em trồng trong cái chậu nhựa ha, ship chậu xanh ship dĩ ha cô chú anh chị. Về mua chậu đẹp thay giúp em ha. T13 cũng là một em sâm hương luôn. Rất là già cây ha cô chú anh chị. Đặc biệt cái lá nó rất là thơm, khi mình đụng tới mình ngửi là nó thơm ha cô chú anh chị. Cao em đo được 44. Tổng tàng em đo được là 71. Rất là già cây. Cây này em cũng đã tháo kẽm ra hết rồi ha cô chú anh chị. Được trồng trong cái chậu xi măng ha. Khi đi thì em xin rút chậu bó bầu. Về cô chú anh chị mình thay chậu giúp em ha. Dòng chậu xi măng này ship khi đi, ship đi nó bị dễ bị nứt đó cô chú anh chị, nó dễ bị găng lắm. Hơn 35, em tính 35. Xác số đây là 50 cô chú anh chị. Đường kính bầu là 40. T13. Một em sâm hương. Cây này thì em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1.900.000 nè cô chú anh chị. Khi đi xin rút chậu bó bầu ha. Bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi.
14 cũng là một em sâm hương luôn. Cây này em cũng đang nuôi nè ha, nên không có vô cái chậu đẹp cho mình được ha cô chú anh chị. Đây, dòng sâm hương nè cô chú anh chị. Cây rất là đẹp, rất là quái cây cô chú anh chị ơi. Rất là dễ thương, nhỏ gọn, cũng rất là dễ chăm. Cam đo được 32. Tổng tàng em đo được 69. Về kẽm nào xiết thì cô chú anh chị mình tháo kẽm giúp em ha. Phơm tàng thì cô chú anh chị mình khỏi chê rồi đó. Cốt cành nó nhỏ nhưng mà nó rất là già ha cô chú anh chị. Mặt cắt thì nó cũng đã sành, nó kéo thẹo hết rồi nha. Đây rất đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi cây này, em đo tại vị trí này 33 cô chú anh chị. Sát xuống đây nữa ha. Sát xuống đây là 44. Tổng hoành đế, tổng hoành đế là 85. Đường kính bầu là 50 á cô chú anh chị. T14, cây này em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3,2 triệu. Khi đi em cũng xin phép rút chậu bó bầu ha. Cây đã thừng chậu rồi, khi đi cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, không mất sức nhiều hoa. Dòng sâm hương này cũng rất là dễ chăm. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm. 15. T15 là một dòng ổi xá lị ha, thân thì co lắc nó nhỏ nhưng mà nó cũng đã cho trái rất là nhiều nè cô chú anh chị. Đây, trái của ổi đây. Hiện tại cây cũng đang ra bông rất là nhiều. Tùy do mình chăm sóc, mình xịt thuốc là cây sẽ cho trái nhiều ha. Ăn nó chua chua ngọt ngọt cô chú anh chị. Hiện tại cây này em làm bông làm mấy rất là nhiều trái nè cô chú anh chị. Bông nữa nè. Cây này là trên 10 trái cô chú anh chị. Dòng điều cây hết trơn cô chú anh chị. Đây. Ăn thua là do mình chăm sóc rồi cô chú anh chị. Cao là 54. Tổng tàng là 64. Bên đây là quá trời trái luôn ha cô chú anh chị. Thân thì co lắc nó nhỏ nhưng mà nó cho trái rất là sai. Rất là sai trái. Cây thì đã rừng chậu rồi cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Tại vị trí này là được 17 hoành nè cô chú anh chị. Một em ổi xá lị ha. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2,1 triệu. T15. Chậu sao thì em ship vậy ha. Bao sống bao ship cô chú anh chị ơi. 16T cũng là một dòng ổi xá lị luôn ha. Cây này hiện tại đang cho đọt non. Nó sẽ cho bông và kết trái ha cô chú anh chị. Cây này thì em chưa kịp lên chậu ha, nhưng mà nó cũng đã thừng chậu rồi cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Khi ship đi thì cây nó cũng không có cho mắc sức gì nhiều ha. Cao là 47 cô chú anh chị. Và tổng tàng em đo được là 54. Cây này cũng cho trái rất là nhiều nữa nè cô chú anh chị. Thân thì co lắc nó nhỏ vậy cho nó rất là sai trái ha cô chú anh chị. Được trồng trong cái chậu xi măng ha. Khi đi thì em xin phép rút chậu bó bầu cho cô chú anh chị ha. Cây đã thừng chậu rồi, khi đi thì cây cũng không có mất sức gì nhiều. Rồi hoành là 14 cô chú anh chị. Đường kính bầu là 38. T16. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,7 triệu cô chú anh chị. Rút chậu bó bầu ha. Cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ em cô chú anh chị ơi. 17T là một em sâm trái cô chú anh chị. Dòng sâm trái rất là dễ chăm. Có bộ đế nơm, cây đã thừng chậu rồi ha. Cô chú anh chị ơi, rất là đẹp. Cao là 40. Tổng tàng em đo là 41. Mini để bàn, để ban công rồi được nè cô chú anh chị. Trái nó sống là nó màu xanh, chín nó màu tím tím ha. Ăn được ha cô chú anh chị. Nuôi một cây như thế này cũng rất là lâu năm. Dòng sâm trái rất là lâu lớn ha. Mà được một cây như thế này là mất khoảng trên 4 đến 5 năm. Tại vị trí này hơn 15, em tính 15. Tổng hoành đế ở đây đi cô chú anh chị 37. Đế sổ là 18. Một em sâm trái 17T. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2,1 triệu. Có chậu luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại em đã ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 323 449 ạ. À.
Tiếp theo cũng là một em xanh trái luôn ha cô chú anh chị, 18T nè. Hiện tại cây này đang cho trái rất là nhiều nè cô chú anh chị ơi, sát đây. Cô chú anh chị mình thấy trái nó rất là nhiều nè. Điều cây hết trơn ha, dòng xanh trái này rất là dễ chăm nè cô chú anh chị. Dạ cao. Cam đo được 45 á cô chú anh chị. Tổng tàng 40. Có bộ đế nơm luôn ha cô chú anh chị. Thân thì co lắc cô chú anh chị dền nè, rất là dễ thương ha. Cây này hiện tại đang cho trái rất là nhiều nha. Tại vị trí này đi cô chú anh chị ơi, 16. Tổng hoành đế 30. Đế sổ thì được 12. Cây thì đã thừng chậu rất là đẹp. Chậu rồi sao thì em ship dĩ cho cô chú anh chị mình ha. 18T. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu nè cô chú anh chị. Cũng là một em xanh trái luôn. Cây này là có bộ đế nơm, thân thì co lắc rất là quái cây nè cô chú anh chị. Mini để bàn, để ban công. Rồi cao em đo được là 39 nè cô chú anh chị. Tổng tàng 47. Cây rất là đẹp, dáng rất là quái lạ ha. Nghiêng nghiêng lả lả ha cô chú anh chị, co lắc nè. Rồi tại vị trí này đi cô chú anh chị ơi, 12. Số cái cục u nặng này 20. Đế sổ thì em đo được là 19. Tổng hoành đế 40. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2,2 triệu, 19T. Chậu sao thì em ship về gan vậy cho cô chú anh chị ha. Bổ sung hình ảnh thì kết bạn Zalo với em, chụp hình em gửi qua cô chú anh chị ơi. Dòng mai chứng thủy ha cô chú anh chị. Nu gò công. Nguyên một cụm gừng luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại em cũng đang trồng trong cái chậu xi măng em nuôi lên. Về cô chú anh chị mình mua cái chậu đẹp thay giúp em ha. Nguyên cụm liền bệ nha. Cam đo được là 48 á. Cái này là liền bể ha, bông chùm màu trắng rất là thơm ha cô chú anh chị. Tổng tàng em đo được là 42. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Em đo tổng ha, cái này thì em xin đo tổng nguyên cái bể của nó đi. Như vậy là 132 nè cô chú anh chị. Để em đo đường kính bầu cho cô chú anh chị mình ha. Đường kính bầu là 60 cô chú anh chị. Khi cái chậu xi măng này khi đi em xin phép cút chậu bó bầu nha. Chậu xi măng này rất là nặng ha. Nên em không ship chậu cho cô chú anh chị mình ha. T20. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 4,8 triệu cô chú anh chị ơi. Cụm gừng mai chứng thủy nè. T21 mai chứng thủy cái nu gò công. Giờ nè cô chú anh chị rất là nghệ thuật. Tác phẩm rất là nghệ thuật nè cô chú anh chị. Hiện tại cây này đang ra bông trắng, bông chùm rất là đẹp, rất là thơm. Dòng mai chứng thủy này cũng rất là dễ chăm nè cô chú anh chị. Đây. Đứng đây mà gắt cái mùi nó gắt, cái bông của nó rất là thơm, dễ chịu. Cam đo được 48 cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ em nha cô chú anh chị. Tổng tàng 52. Cây rất là nghệ thuật nè cô chú anh chị. Nhìn nó như là một cái chiếc cúp vậy cô chú anh chị. Đây, rất là đẹp ha. Cây này thì em cũng xin phép đo tổng nguyên cái bể dưới ha. Cái này là liền luôn nha cô chú anh chị, không cấy ghép nha. Nguyên thủy từ nhỏ tới lớn ha cô chú anh chị. Đây, em đo nguyên cái bể dưới đây nè, đúng 100 luôn cô chú anh chị. Trồng trong cái chậu nè cô chú anh chị. T21. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 13,5 triệu. Rất đẹp cô chú anh chị ơi. 22T là một cây kiều hùng. Bông trắng hồng, rất đẹp hết cô chú anh chị. Cái này em cũng chưa có kịp thay chậu cho mình ha. Về cô chú anh chị mình mua cái chậu thay giúp em ha. Cây này cũng đã cho bông rồi ha cô chú anh chị. Dạ cao em đo được 69 đó cô chú anh chị.
Rồi tổng tàng em đo được là 76. Cây này là tên Kiều Hùng ha cô chú anh chị. Rất đẹp, rất là già cây. Về mình mua cái chậu đẹp mình thay giúp em ha cô chú anh chị. Nguyên có một bệ, nguyên bệ đế nữa luôn nè. Dòng này cũng rất là dễ chăm nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Khi đi thì em xin phép rút chậu bó bầu. Em đo một thân đại diện đi ha, cho mình tham khảo đi. Cây này nó có 5 thân nè cô chú anh chị. Như vậy là 20. Hết 5 thân luôn. 44 cô chú anh chị ơi. Tổng bệ đế ha. Hoành đế là 106. Trồng trong cái chậu xi măng nên em không ship cho cô chú anh chị ha. Đường kính bầu 50 cô chú anh chị. Một em Kiều Hùng. Cây này em xin phép giao lưu tới cả nhà mình 3,3 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc hả cô chú anh chị. T23 là một em lộc rừng hình thú. Cũng là mã cuối clip của em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Cây này là nó cũng đã ra bông 5-6 đọt, 5-6 bông rồi ha cô chú anh chị. Bông nó màu đỏ đậm, rất là dài. Vậy tùy theo mình chăm sóc và xịt thuốc ha cô chú anh chị. Rất là dễ chăm, nó rất là chịu nắng ha cô chú anh chị. Rồi một em nọc rừng cao em đo được 77 cô chú anh chị ơi. Tổng tàng em đo được là 107 hình thú nè cô chú anh chị. Một em nọc rừng rất là già cây. Trồng trong một cái chậu xi măng ha. Khi đi em xin phép rút chậu ha, bó bầu cho cô chú anh chị ha. Dòng này cũng rất là dễ chăm nên cô chú anh chị mình yên tâm đi, khi gửi là không mất sức cây ha. Tại nó cũng đã thừng chậu rồi cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này đi cô chú anh chị. 30. Cái bụng của con thú nè cô chú anh chị. 30 luôn cô chú anh chị. Tổng nguyên hoành đế là 111. Em đo cái chiều dài của con thú mình ha. Chiều dài con thú là 28. Phủ mặt chậu ha cô chú anh chị là 75. Một em bộ lộc rừng T23. Cây này thì em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 10,5 triệu. Khi đi em xin phép rút chậu bó bầu, tại vì cái chậu xi măng ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Em xin cảm ơn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ xem kênh ủng hộ em ha cô chú anh chị ơi. Em cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.